Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán giả của đài truyền hình Television. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng mình sẽ cùng theo dõi chương trình truyền hình của chúng tôi. Và phần tin tức hôm nay còn có các bản tin chính như sau: Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy ảnh hưởng Thái Bình Dương. Lãnh đạo Triều Tiên đang giám sát thử nghiệm vũ khí mới. Số người mất tích tăng gấp đôi trong vụ cháy ở Bắc Kalin. Bộ trưởng Mattis thăm lính Hoa Kỳ tại biên giới Texas. Nhân quyền Việt Nam tiếp tục tệ hại. Và sau đây là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Chủ tịch Tập Cận Bình vào hôm 16 tháng 11 thúc đẩy việc mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương qua việc tổ chức một diễn đàn ở Papua New Guinea với các nhà lãnh đạo của 8 đảo quốc nhỏ. Úc, New Zealand và Hoa Kỳ lâu nay vẫn thận trọng theo dõi nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành thêm bạn bè ở vùng Thái Bình Dương vào tài nguyên. Ba nước vốn là các cường quốc có tầm ảnh hưởng truyền thống trong khu vực đã không được mời tham dự diễn đàn hôm 16 tháng 11. Bên cạnh đó, thì các quan chức Trung Quốc đã cấm hầu hết các phương tiện truyền thông, kể cả các phóng viên từ vùng Thái Bình Dương. Họ không được dự diễn đàn, mà tại đó ông Tập gặp các lãnh đạo của quần đảo như Cook, Fiji, Micronesia, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu và Papua New Guinea. Ở thủ đô Port Moresby của nước này trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tuần này, trong số những người bị cấm dự, nhiều người than vãn về điều mà họ cho là thiếu minh bạch liên quan đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành thêm đồng minh mới. Việc đó gửi ra một tín hiệu xấu khủng khiếp. Jonathan Parker thuộc Viện Lowy tại Sydney đã phát biểu, cứ dường như là họ chỉ đang cố mua ảnh hưởng chứ không phải xây dựng ảnh hưởng. Ông nói, đề cập đến viện trợ của Trung Quốc cho khu vực, thưa quý vị. Và tòa tuyên bố các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng. Một tòa án quốc tế xác định rằng hai trong số những nhà lãnh đạo Khmer Đỏ khét tiếng hiện còn sống ở Cambodia đã phạm tội diệt chủng trong thời kỳ phe này đã cai trị Cambodia một cách tàn bạo vào cuối những năm 1970. Và tòa đã kết án tù đối với chúng. Nguyen Chia, 92 tuổi, và cựu chủ tịch Khieu Samphan, 87 tuổi, đã bị kết tội vào hôm thứ 16 tháng 11 về các tội danh phạm tội ác chống nhân loại tại phiên tòa do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, có tên chính thức tòa đặc biệt xét xử tội ác của Khmer Đỏ ở Cambodia. Các tội danh bao gồm giết người, diệt chủng, bóc lột nô lệ, tra tấn và khủng bố dựa vào các lý do về chính trị, chủng tộc và tôn giáo. Hai nhân vật nêu trên bị buộc tội diệt chủng vì những vụ giết hại người Việt Nam và Châm và nhiều vi phạm Công ước Geneva, bao gồm cả giết người, tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo. Chúng là hai thành viên cao cấp nhất trong nhóm Cộng sản Khmer Đỏ hiện còn sống, và cả hai bị cho là chịu trách nhiệm về việc giết chết gần 2 triệu người bằng nhiều biện pháp, trong đó có bỏ đói, tra tấn hay đơn thuần là vắt kiệt sức trong các trại lao động. Những người khác đã bị giết trong các vụ hành quyết hàng loạt ở những nơi về sau được gọi là cánh đồng chết. Hai người đàn ông nêu trên hiện đang thụ án chung thân. Chúng đã bị kết án tại một phiên tòa trước đó về tội ác chống lại nhân loại gắn với việc cưỡng bức di cư và làm nhiều người mất tích. Và tin liên quan đến vụ án Khashoggi, thưa quý vị, Hoa Kỳ chế tài 17 người Ả Rập Xê Út.
Bộ Tài chánh Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11 loan báo chế tài 17 người Ả Rập Xê Út vì vai trò của họ trong vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là phản hồi cụ thể đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với cái chết của ông Khashoggi vào tháng trước. Trong số những người bị chế tài có Saul al-Thani, một cựu phụ tá hàng đầu của Thái tử Mohammed bin Salman, và Tổng lãnh sự Ả Rập Xê Út là Mohammed al-Taibi. Chế tài được thi hành theo luật chịu trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky, nhắm vào các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng và tham nhũng. Loan báo này là một động thái bất thường của Washington vì Hoa Kỳ ít khi áp đặt chế tài lên Riyadh. Những cá nhân nhắm mục tiêu giết hại một cách tàn bạo, một nhà báo cư ngụ và làm việc tại Hoa Kỳ phải đối mặt với những hậu quả do những hành động của họ. Bộ trưởng Tài chánh là Steven Mnuchin nói trong một thông báo rằng, và ông nó nói thêm với Washington đang tiếp tục nỗ lực quyết định xem điều gì xảy ra và sẽ quy trách nhiệm cho bất cứ ai gây nên cái chết của ông Khashoggi. Ông Mnuchin nói, chính phủ Ả Rập Xê Út phải có những bước thích hợp để chấm dứt bất cứ việc nào nhắm vào những người bất đồng chính kiến hay các nhà báo. Trong số những người bị chế tài của ông Maher Mutab, một phụ tá của ông Qahtani, có mặt trong những bức ảnh chụp với Thái tử Mohammed trong những chuyến viếng thăm chính thức ở Hoa Kỳ và châu Âu trong năm nay, thưa quý vị. Và một công ty Nga đòi hủy cáo trạng can thiệp bầu cử Hoa Kỳ. Thẩm phán đã bác đơn. Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang vào ngày 15 tháng 11 từ chối hủy bỏ các cáo trạng hình sự chống lại một công ty Nga bị công tố viên đặc biệt là Robert Mueller cáo buộc là đã tài trợ hoạt động tuyên truyền để khuynh đảo bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016, theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Phán quyết của thẩm phán Daphne Friedrich tại Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. được đưa ra sau khi luật sư của công ty quản lý và tư vấn là Concord khiếu nại rằng bản cáo trạng chống lại họ không đủ chứng cứ buộc tội. Concord là một trong ba công ty cùng với 13 cá nhân Nga bị văn phòng ông Mueller truy tố vào tháng 2 với cáo buộc là âm mưu phá rối cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ bằng cách dùng những nhân vật giả mạo trên mạng và thúc đẩy các thông điệp chia rẽ tới Hoa Kỳ thu thập tình báo và tổ chức những cuộc tụ tập chính trị, thưa quý vị. Và bản cáo trạng nói Concord do doanh nhân Nga là Evgeny Prigozhin kiểm soát. Ông này được truyền thông Nga đặc biệt cho danh hiệu là đầu bếp của Putin và là người mà các giới chức Hoa Kỳ nói có liên hệ chặt chẽ với quân đội và các tổ chức chính trị của nước Nga. Dù các giới chức Nga không thể bị trục xuất sang Hoa Kỳ để ra tòa, nhưng công ty Nga đã thuê luật sư Hoa Kỳ chống lại các cáo trạng của ông Mueller. Phán quyết vào ngày 15 tháng 11 đánh dấu lần thứ nhì cùng một thẩm phán đã từ chối bỏ cáo trạng chống lại Concord. Trong nỗ lực đầu tiên, các luật sư của Concord tranh cãi rằng ông Mueller được bổ nhiệm bất hợp pháp và thiếu quyền công tố. Và tiếp theo tin về Thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019, Bình Nhưỡng phải đưa ra kế hoạch cụ thể. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Mike Pence vào ngày 15 tháng 11 loan báo, Tổng thống Donald Trump dự trù gặp lãnh tụ Triều Tiên là Kim Jong-un trong năm 2019 và sẽ thúc đẩy một kế hoạch cụ thể phát họa các hoạt động của Bình Nhưỡng nhằm chấm dứt chương trình vũ khí. Hoa Kỳ và Triều Tiên đang thảo luận về cuộc họp lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo sau cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 năm nay. Và lúc đó thì tại Singapore, thưa quý vị, để đặt nền tảng cho việc chấm dứt đối đầu hạt nhân giữa hai cựu thù. Kế hoạch đang được tiến hành. Chúng tôi tin là cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra sau đầu năm, nhưng khi nào và ở đâu vẫn còn đang thảo luận. Ông Pence nói với các phóng viên sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc là Moon Jae-in. Trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt với NBC News, ông Pence nói Hoa Kỳ sẽ không đòi hỏi Bình Nhưỡng cung cấp một danh sách đầy đủ vũ khí hạt nhân và địa điểm trước cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai. Nhưng cuộc họp này phải đưa ra một kế hoạch cụ thể. Ông Pence và ông Moon gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Singapore. Một cơ quan nghiên cứu Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 11 cho biết đã phát hiện được 13 trong số 20 căn cứ phi đạn không được công bố đang hoạt động bên trong Triều Tiên.
và nhấn mạnh đến những thách thức đối với nhà thương thuyết Hoa Kỳ, hy vọng thuyết phục được ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Pence nói với đài NBC, chúng ta sẽ tiếp tục làm áp lực, chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên các chế tài. Tổng thống Trump thì tiếp tục hy vọng vào cuộc họp thượng đỉnh sắp tới là chúng ta sẽ có được một kế hoạch thi hành và đạt được phi hạt nhân hóa. Sang qua bản tin nói về lãnh đạo Triều Tiên đang giám sát thử nghiệm vũ khí mới. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Triều Tiên vào ngày 16 tháng 11, loan báo nhà lãnh đạo Kim Jong Un thanh sát một địa điểm thử nghiệm vũ khí chiến lược tối tân mới được chế tạo. Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc đã loan tin. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên gọi tắt là KCTV cho biết, vũ khí mà ông Kim giám sát thử nghiệm đã được nghiên cứu và phát triển trong một thời gian dài, nhưng không nói rõ là loại gì. Theo tường thuật của Yonhap, cuộc thử nghiệm đã thành công. Và sau qua bản tin nói về nước Pháp, thưa quý vị, Pháp chuẩn bị cho khả năng không có thỏa thuận giữa Anh và EU. Vào ngày 16 tháng 11, phát biểu trên đài truyền hình CNews, Bộ trưởng Giao thông Pháp là Elizabeth Bon cho biết Pháp đang chuẩn bị nhiều biện pháp khác nhau, đặc biệt là các biện pháp kiểm soát hải quan và kiểm tra tài cảng, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận nào khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Bà Bon khẳng định Pháp đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là không có bất cứ thỏa thuận nào giữa Anh và EU về vấn đề Brexit. Theo đó thì Pháp sẽ kiểm soát hải quan, kiểm tra thú y và kiểm tra tại các cảng. Trước đó, Thủ tướng Pháp là Edouard Philippe đã cảnh báo bất chấp đạt được dự thảo thỏa thuận giữa Anh và EU, triển vọng Anh rời Anh EU mà không có bất cứ thỏa thuận nào vẫn xảy ra. Hồi tháng 10 vừa qua, thì Bộ trưởng Công vụ và Hành chính Công Pháp của Gerald Darmanin, người phụ trách hải quan, đã cho biết nước này đã thuê thêm 700 nhân viên hải quan bổ sung và đã kiểm soát biên giới nhằm chuẩn bị cho trường hợp nước Anh không đạt được thỏa thuận nào trong các cuộc đàm phán rời EU, thưa quý vị. Và bản tin sau đây liên quan đến Ấn Độ. Thưa quý vị, bị khỉ giật lấy từ tai mẹ, trẻ sơ sinh thiệt mạng. Một đứa bé sơ sinh đã chết sau khi một con khỉ giật lấy từ trong tay bà mẹ. Theo nguồn tin, cảnh sát đang điều tra vụ này ở thành phố Agra, nơi có ngôi đền tại Taj Mahal, hôm thứ Năm vào ngày 15 tháng 11. Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng đứa bé trai mới sinh được 12 ngày đang được bà mẹ cho bú, thì một con khỉ mặt đỏ lọt vào trong phòng tối ngày thứ Hai. Theo lời phó cảnh sát là Prashan Verma, thì con khỉ chụp lấy đứa nhỏ nhảy lên mái của các căn nhà trong khu phố đông đảo cư dân và cũng là nơi nhiều du khách lui tới tại nơi này. Dân chúng địa phương rượt đuổi theo con khỉ sau khi đứa bé đã la cầu cứu, khiến nó phải bỏ lại đứa bé trên nóc một căn nhà. Ông Verma nói đứa bé được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ tại đây xác nhận là đã chết. Tuy nhiên, do gia đình không cho giảo nghiệm tử thi nên không biết rõ nguyên nhân gây ra cái chết của đứa bé là do bị té hay là khỉ cắn hoặc là điều gì khác. Ấn Độ hiện có khoảng 50 triệu con khỉ và ở thành phố Agra có chừng 10.000 con hay đi ăn cắp thức ăn, phá phách cư dân và đột nhập vào nhà. Các cuộc tấn công của khỉ mặt đỏ, loại khỉ thấy rất nhiều ở Ấn Độ, thường xảy ra ở thành phố Agra. Tiếp theo, nói về Thủ tướng Singapore, thưa quý vị, Asian có thể phải chọn Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Thủ tướng Singapore là ông Lee Hsien Loong, tức là Lý Hiện Long, vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 11 đã lên tiếng cảnh cáo rằng các quốc gia vùng Đông Nam Á có thể buộc có sự lựa chọn giữa hai cường quốc đang tranh giành thế lực nơi này là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nếu là bạn với hai quốc gia đang ở hai hướng đối nghịch, đôi khi người ta có thể có mối quan hệ tốt với cả hai. Nhưng cũng có khi sẽ gặp phải sự lúng túng nếu cố gắng giữ sự thân thiện với cả hai. Ông Lý cho hay trong bài diễn văn bế mạc cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN. Và theo bản tin của tờ báo South China Morning Post, ông Lý nói thêm rằng, tôi nghĩ chúng ta không muốn phải có sự lựa chọn, nhưng hoàn cảnh có thể đẩy đưa đến việc khối ASEAN có thể phải chọn một trong hai. Tôi chỉ hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra quá sớm.
lời phát biểu của ông Lý cho thấy rằng sự lo ngại sâu xa trong vùng Đông Nam Á vì việc có thể bị kẹt giữa sự đối đầu ngày càng gia tăng về cả hai phương diện kinh tế và quân sự giữa hai cường quốc thế giới này. Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không đến tham dự hai cuộc họp thượng đỉnh quan trọng ở Á Châu tuần này là cuộc họp ASEAN cũng như ở APEC ở Papua New Guinea đã đặt ra vấn đề là Hoa Kỳ có còn muốn giữ vai trò lãnh đạo khu vực trong bối cảnh Trung Quốc nóng lòng muốn thay thế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence nói rằng Washington coi khối ASEAN là đối tác chiến lược không thay thế. Sang qua bản tin nói về Hoa Kỳ giảm quân tại châu Phi, hướng về Trung Quốc và Nga, quân đội Hoa Kỳ sẽ rút hàng trăm binh sĩ đặc biệt phụ trách các hoạt động chống khủng bố tại châu Phi trong vài năm tới để hỗ trợ chính sách tăng cường tập trung chống lại những đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết vào hôm 15 tháng 11, thì đầu năm nay quân đội Hoa Kỳ đặc nhiệm chống Trung Quốc và Nga là trung tâm của một chiến lược quốc phòng mới. Đây là dấu hiệu mới nhất về việc chuyển trọng tâm ưu tiên sau hơn một thập niên rưỡi tập trung vào công tác chiến đấu chống các phần tử hiếu chiến Hồi giáo, thưa quý vị. Dự án tái phối trí đặc biệt nhằm giảm các lực lượng vào khoảng 10% trong vài năm tới. Đại diện một thành phần của hơn 7.200 nhân viên của Bộ Quốc phòng làm việc tại châu Phi, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài là Trung tá Hải quân Candice Press nói với Reuters, và bà Press nói việc cắt giảm này sẽ để nguyên các hoạt động chống các tổ chức cực đoan bạo động tại một vài nước, trong đó có Somalia, Djibouti và Libya. Tại những phần khác trong vùng thì kể cả Tây Phi, trọng tâm sẽ chuyển từ trợ giúp chiến thuật sang cố vấn, hỗ trợ, liên lạc và chia sẻ tình báo. Một giới chức Hoa Kỳ đã phát biểu với điều kiện ẩn danh, nói việc giảm quân sẽ diễn ra trong vòng 3 năm và có thể bao gồm các quốc gia như Kenya, Cameroon và Mali. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.